Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam không phải là của hồi môn của Đảng đem biếu tặng cho Trung Quốc. Thông tin mới nhất về dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông khiến nhiều người Việt Nam thêm tức nghẹn. Theo Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam, phía tổng thầu Trung Quốc EPC thiếu hợp tác và từ chối thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến chi phí bổ sung, phát sinh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Trong khi đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại dự án trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh tổng mức đầu tư, v.v. Vào năm 2020, Việt Nam đã phải trả khoảng 150 tỷ đồng nợ gốc cho số tiền vay từ Trung Quốc để làm đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Đại biểu Quốc hội Thuận Hữu, Hải Phòng từng nhận định đường sắt Cát Linh - Hà Đông là nhát dao chém vào lòng tin của người dân. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông uốn lượn giữa thành phố Hà Nội. Còn tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng có lẽ trên thế giới chưa có công trình nào đạt nhiều dấu mốc đáng buồn như dự án Cát Linh - Hà Đông. Theo tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ông cho biết nguyên nhân khiến các dự án đường sắt đô thị chậm là do chúng ta chọn đối tác kém. Do không biết đối tác của mình từng thi công những công trình gì, có hiệu quả hay không, năng lực đến đâu, để rồi khi vào Việt Nam thực hiện dự án yếu kém, đổ lỗi trách nhiệm cho nhau, gây khó khăn về vấn đề công nghệ, tài chính, kể cả quan hệ quốc tế, điều này được thể hiện rõ ở dự án Cát Linh - Hà Đông. Ngoài ra, hợp đồng ký với đối tác cũng chưa có nhiều điều khoản ràng buộc về trách nhiệm, thời gian, hiệu quả tài chính, dẫn đến dễ bị dắt mũi, ông Thủy nói như vậy. Một vấn đề khác cũng phải lưu tâm là xác định có hay không nhóm lợi ích. Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cần đặc biệt lưu ý lựa chọn nhân sự quản lý dự án, cần tránh tình trạng cài cắm người thân cận để tạo ra nhóm lợi ích bớt xén tiền của người dân, ông nói thêm. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu chỉ có 8.770 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư điều chỉnh là lên tới 18.002 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Trung Quốc là 13.867 tỷ đồng và vốn đối ứng là 4.134 tỷ đồng. Tổng thầu là công ty EPC, là công ty tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc và tư vấn giám sát thi công là công ty giám sát xây dựng Viện Nghiên cứu Thiết kế Công trình Đường sắt Bắc Kinh. Dự án khởi công từ ngày 10 tháng 10 năm 2011, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, từ đó đến nay, dự án đã ít nhất 10 lần lỗi hẹn, đội vốn gần 10.000 tỷ đồng. Đây là hình ảnh đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã thành hình từ năm 2014, tuy nhiên đến nay cũng chưa biết đến khi nào có thể hoạt động vì quá nhiều lỗi kỹ thuật. Lần lỡ hẹn gần đây nhất, Bộ Giao thông Vận tải hứa đưa vào khai thác vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, nhưng cho tới nay tuyến đường sắt này vẫn án binh bất động. Để xảy ra hiện tượng này, trách nhiệm chính thuộc về phía tổng thầu Trung Quốc. Thế nhưng báo chí lại cho biết tổng thầu Trung Quốc từ chối thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam. Tổng thầu EPC Trung Quốc được chỉ định trong hiệp định vay vốn làm đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho rằng mình không có nghĩa vụ phải thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, thiếu hợp tác và từ chối thực hiện kết luận kiểm toán, nhất là các nội dung liên quan đến chi phí bổ sung, phát sinh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán. Nhiều người Việt Nam thực sự bất bình khi thấy dự án Cát Linh - Hà Đông này là tiền từ ngân sách nhà nước, tức là từ tiền thuế của người dân. Bên Trung Quốc chỉ là được thuê để xây dựng mà sao họ lại không ngán chính quyền Việt Nam đến như thế. Thông thường, những hợp đồng xây dựng như vậy, bên tổng thầu phải có nghĩa vụ tuân thủ các quy định trong hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hợp đồng chắc chắn phải có vấn đề. Đây là hình ảnh vào ngày 12 tháng 12 năm 2020, tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu chạy thử sau gần 10 năm thi công. Hợp đồng xây dựng dự án Cát Linh - Hà Đông này là hợp đồng dạng EPC, có nghĩa là hợp đồng thiết kế, mua sắm và xây dựng. Một kiểu hợp đồng xây dựng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật, cung ứng vật tư, thiết bị cho đến thi công, xây dựng công trình, hạng mục và chạy thử nghiệm bàn giao cho chủ đầu tư. Theo đó, hợp đồng EPC của dự án Cát Linh - Hà Đông là hợp đồng chọn gói, một chủ thể thực hiện tất cả các công đoạn từ thiết kế đến cung cấp thiết bị, công nghệ đi đến thi công và xây dựng. Và chính quyền
chỉ cần giám sát chủ thể đó. Cái lợi của hợp đồng EPC là khi nhà đầu tư cho vay vốn, họ sẽ làm tất cả mọi thứ rồi chuyển giao cho phía Việt Nam. Việt Nam không phải lo gì ngoài việc vay vốn. Thế nhưng mặt trái của hợp đồng EPC là giá thành sẽ rất cao. Và vấn đề này nữa là Việt Nam vay vốn từ Trung Quốc để thực hiện dự án này, nên Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thám, Nguyên trưởng Bộ môn Công nghệ, Quản lý và Xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội nói rằng vấn đề ở chỗ chúng ta không chủ động được, chúng ta vay vốn trên giấy và khó được quyết định mọi thứ. Những khoản nợ giấu mặt của chủ nợ Trung Quốc là những gì? Từ hồi đầu tháng 3 năm nay, một báo cáo do 4 trung tâm nghiên cứu cũng có 3 cơ sở tại Mỹ, một cơ sở nghiên cứu tại Đại học và Viện Kinh tế Quốc gia Henderson, Trung tâm Phát triển Toàn cầu và Viện Kinh tế Thế giới tại Kia, Đức, sau khi tìm hiểu về các khoản cho vay của Trung Quốc, đã chỉ rõ các điều kiện không mấy chính đáng mà chính quyền Trung Quốc áp dụng đối với những người vay, trong đó có Việt Nam. Trước hết là các điều kiện bảo mật khắt khe hơn rất nhiều so với yêu cầu thường thấy ở các quốc gia chủ nợ khác hoặc ngân hàng phát triển. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 24 tháng 9 năm 2021. Bắc Kinh không chỉ buộc con nợ phải giữ bí mật các điều kiện vay mà còn cấm tiết lộ cả số tiền vay. Chính điều này là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và Trung Quốc có thể trục lợi từ đây. Mới đây, iData cũng đã đưa ra một báo cáo mới về khoản tiền cho vay từ chính phủ Trung Quốc trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Trong báo cáo này cũng nêu bật những khoản nợ giấu mặt đối với những nước thuộc dạng thu nhập thấp và trung bình nên phải đi vay từ Trung Quốc. Brian Park, giám đốc điều hành của iData và một trong những đồng tác giả của báo cáo cho biết thêm, những khoản nợ chưa được báo cáo này trị giá khoảng 385 tỷ đô la và vấn đề nợ tiềm ẩn đang trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Ông Park giải thích, thách thức đối với việc quản lý các khoản nợ tiềm ẩn này không nằm ở việc chính phủ biết rằng họ sẽ cần phải trả các khoản nợ không được tiết lộ với Trung Quốc với giá trị tiền tệ đã biết, mà là việc các chính phủ không biết giá trị tiền tệ của các khoản nợ đối với Trung Quốc mà họ có thể có khả năng để trả hoặc không trả trong tương lai. Và câu hỏi đặt ra là vì sao lại có dự án này? Báo Tuổi Trẻ mới đây cho biết, cách đây 11 năm khi lập dự án đầu tư tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải đã biết dự án không hiệu quả kinh tế, nhưng các bên liên quan vẫn ngó lơ để dẫn tới tuyến đường sắt đô thị nghìn tỷ bị dở dang, ngổn ngang như hiện nay. Đây là hình ảnh 300 công nhân trong số 700 người đã bỏ việc từ năm 2019 vì không biết chờ đến khi nào đường sắt này có thể vận hành. Tờ báo Tuổi Trẻ cũng đã liệt kê ra các số liệu đến hết tháng 6 năm 2018, số vốn rót vào đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông theo báo cáo của chủ đầu tư là khoảng 11.337 tỷ đồng. Nhưng kết quả kiểm toán chỉ ghi nhận khoảng 8.679 tỷ đồng đã đầu tư vào dự án này. Vậy còn 2.658 tỷ đồng đã đi đâu mất? Đến đây thì chúng ta đã hiểu vì sao Bộ Giao thông Vận tải dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam lại sốt sắng làm tuyến đường sắt này, dù chưa biết khi nào mới chạy, nhưng đã phải trả cả vốn lẫn lãi cho Trung Quốc rồi. Cũng đâu chỉ có một dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông này mà thôi. Trước đó nữa, từ những năm 2000, ông Tổng Bí thư và Thủ tướng lúc đó là Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định giao cho Trung Quốc khai thác quặng bauxit ở Tây Nguyên, bất chấp sự khuyên can của các nhà khoa học và Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đó. Tất cả chỉ đều được lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm mà ra. Facebook Nguyễn Ngọc Chu đã phải thốt lên. Hiện nay, toàn dân đang rất lo lắng về đường bộ cao tốc Bắc Nam. Có phải nhiều cung đoạn cũng đã được hứa hẹn trước dành cho Trung Quốc hay không? Rồi tiếp đến nữa là đường sắt, tốc độ cao Bắc và Nam, đường sắt Hà Khẩu, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Và còn bao nhiêu điều đã ký kết với Trung Quốc mà người dân không hề được biết. Đất nước này không phải là cái của hồi môn của ai đó mà đem biếu tặng cho Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Năm ngày 21 tháng 10 năm 2021 với bản tin Việt Nam không phải là của hồi môn của Đảng, đem biếu tặng cho Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.